Xin chào các bạn. Hôm nay Dara sẽ hỗ trợ các bạn một cái clip nhỏ về tính tự cảm, cảm xúc. Và hôm nay là ngày thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2018. Cứ ngày Praha tì bí kè xì há chân bì bón đập rầm bầy. Cảm xúc là arom, arom. Có những từ sao nhân khân, khân là giận ha. Khân, giận. Khmer, Khama là xấu, xấu hổ. Tục bruối là buồn. Chanh bốt là bị lừa. Chạp a róm là hiếu, hiếu kỳ. Chư cháp là tổn thương. Bị ai đá là bị đau, cũng là tổn thương ha. Chư cháp. Đọc a chá, đó. Ó, chà, đọc a chà. Đọc a chá là tuyệt. Tuyệt vời. Thlẹt tức chật. Thlẹt tức chật. Thlẹt là cử này là động từ là rớt ha. Rớt tức chật là tấm lòng, như bị rớt tấm lòng rất là buồn. Thlẹt tức chật. Pay khlạch là sợ hãi. Pay tức là mình lo lắng, mình cũng sợ. Khlạch là sợ ha. Pay khlạch là sợ hãi. Phó ơi là ngạc nhiên. Yol chả lâm là hiểu lầm. Yol chả lâm. Rì rế là vui vẻ. Rùm phớp là phấn khích hoặc là hứng thú. Prui bà rầm là lo lắng. Chờ nén kia chờ nén nhóm á, người ta giống như đố kỵ với tôi hoặc là ganh ghét tôi ha. Chờ nén. Sằng say là đa nghi, nghi ngờ á. Sằng say. Supiak mangkol là hạnh phúc. Sầm rẹt là nghỉ ngơi ha, thoải mái đi, thư giãn á. Sầm rẹt. Sọp là ghét. Sra lánh là yêu. À róm là bị xúc động ha, cảm xúc ha. Miên à róm là có cảm xúc ha. À crock. À cái này là mình viết sai rồi, mình viết lộn rồi. À crock là xấu ha, tức là người xấu xa đó, con người xấu xa, việc xấu. À crock. Manu à crock là người xấu ha. Ka à crock, việc xấu. Cầm lăng là mệt ha. Ọp sóc là chán. Sầm khấm là thất vọng. Sầm khấm thất vọng. Ở đây một số câu nhỏ nhỏ ha. Khyom sra lai nek, khyom sra lai nek là tôi yêu bạn hoặc là tôi ví bạn. Trong tình yêu thì người con trai nói với người con gái là bon sra lai on. Bon sra lai on là anh yêu em, hoặc là ngược lại người con gái nói với người con trai on sra lai bon. On sra lai bon là em yêu anh. Câu này khnyom choi chat sdap chamrieng khmae. Khnyom choi chat sdap chamrieng khmae. Tôi choi chat là thích, sdap là nghe, chamrieng là bài hát, khmae vì tôi thích nghe bài hát Khmer hoặc là tôi thích nghe nhạc Khmer. Khyom choi chot sam lang srei srei Khmer. Tôi thích ngắm nhìn con gái Khmer. Srei srei là hai lần ha, srei srei là con gái Khmer. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ gửi mail cho mình darakin1979 ở dòng gmail.com hoặc là Facebook của mình là Dara Leader. Mình sẽ gửi bài học cho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi những bài học của mình ạ.